bà là kem mít trái dừa nha các bạn. Bây giờ mình sẽ mở ra coi cái kem mít trái dừa mình làm như thế nào nha các bạn. Một, hai. Kem mít trái dừa mình đã hoàn thành xong rồi nè các bạn. Đó, bây giờ mời các bạn theo dõi video cách làm kem mít trái dừa trên Mai Vàng Channel nha. Mến chào quý vị và tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube Mai Vàng Channel nha. Thì hôm nay mình sẽ làm kem mít nha các bạn. Thì đây là nửa ký mít đó, mình đã lột sạch sẽ rồi bạn. Đây là nửa ký nha, sạch sẽ hết thì mình cân cái thịt mít này là nửa ký nha các bạn. Đây là nửa ký mít nha, nửa ký mít. Đây là 300ml sữa tươi nha các bạn. Đây là sữa tươi nè, mình quay cận cảnh cho các bạn coi. Đó, 300ml nha. Còn cái này là nửa lít nước cốt dừa nha các bạn. Thì khoảng 300g dừa xay với mình vắt ra được nửa lít nước cốt dừa nha. Còn đây là 100ml sữa đặc có đường nha các bạn. Còn đây là cái ly để hồi mình cho kem vào để mình cho vào trong cái tủ đá. Còn đây là 200g đường cát nha. Và đặc biệt đây là cái bột năng á, cái bột năng để mình pha nước cốt dừa nha các bạn. Rồi bây giờ mời các bạn theo dõi video tiếp theo của mình nha. Là bây giờ mình sẽ đi nấu cái nước cốt dừa này nha các bạn. Thì đây là khoảng nửa lít nước cốt dừa bạn. Nửa cốt cốt dừa thì khoảng 300g dừa thì mình sẽ vắt ra được bao nhiêu đây ha. Ở đây là khoảng chừng 20g bột năng nha các bạn. Bạn cho vào nha. Thì các bạn khuấy đều cái hỗn hợp này lên nha. Đó, khuấy cho cái bột nó hòa tan vào nha các bạn. Khuấy đều lên. Rồi bạn khuấy đều cái hỗn hợp này lên rồi á thì bạn cho vào đây khoảng 100g đường cát nha. Đó. Sẽ nấu cái hỗn hợp nước cốt dừa này cho nó chín và nó kẹo lại nha. Các bạn dùng cái thay á, bạn khuấy đều lên không để cho nó không có bị vón cục ở dưới cái đáy nha các bạn. Dừa nó sôi nó đông đặc vậy là mình tắt bếp được rồi nha các bạn. Mình cho khoảng 300g mít vào trong cái cối xay sinh tố này nha các bạn. Thì mình 200g còn lại thì để mà hồi mình cắt hạt lựu nha các bạn. Đó. Thì giờ bây giờ mình cho 200g vào trong 300g vào trong đây nha. Rồi. Bạn cho 300g mít vào trong đây rồi nha. Thì kế tiếp các bạn cho 300ml sữa tươi vào nha để mình xay nhuyễn ra ha. Đó, này là 300ml sữa tươi nha các bạn, không phải nước cốt dừa nha. Rồi 100ml sữa đặc có đường nha, cho vào hết luôn. Đây là 100ml sữa đặc có đường nè. Cái hỗn hợp mít lên cối nè bạn. Thì bây giờ mình chuẩn bị mình xay nhuyễn cái mít này ra nha các bạn. Xay nhuyễn như xay sinh tố nha các bạn. Mình bấm số nha. Mình xay nó nhuyễn thì mình sẽ tắt nha các bạn. Rồi bây giờ mình lấy ra ha, bắt đầu mình làm kem nha các bạn. Mình sẽ cho cái hỗn hợp sinh tố mít xay nhuyễn nè vô chung với nước dừa nè các bạn khuấy đều lên nha. Khuấy cho nó hòa tan vào nha. Bạn khuấy đều lên ha, rồi bắt đầu mình mới cho vào trong ly nha các bạn. Bạn khuấy cái hỗn hợp á, mít nè, sữa nè, đường nè, nước cốt dừa nè, bạn khuấy đều lên nha. Nó hòa quyện vào nhau nha các bạn. Thơm lắm các bạn ơi. Hộp kem bây giờ bắt đầu mình sẽ cho vào từng cái ly như thế này nha các bạn. Mình sẽ cho lo kem vào ha. Sẽ cho kem vào từng cái ly ha, mình không có cho đầy quá nha các bạn. Mít mình đã cho vào ly thì mình cho vào lên trên mặt vài miếng mít nha các bạn. Mình cho là trên mặt vào miếng mít cắt hột lựu hồi nãy mình chừa lại nha các bạn.
Bây giờ mình sẽ đậy những cái hũ này lại rồi mình cho vào trong cái ngăn đá tủ lạnh các bạn. Mình để khoảng 5 tiếng thì nó thành kem nha các bạn. Rất là ngon luôn, béo nè, ngọt nè, thơm mít nữa. Tuyệt vời luôn nha các bạn. Bây giờ mình sẽ cho cái hỗn hợp kem mít này nè vào trong ngăn đá tủ lạnh nha. Để mình đếm coi được bao nhiêu hộp nha các bạn. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 hộp nha các bạn. Thì mình làm được 13 hộp kem mít ha. Thì bây giờ mình sẽ cho vào trong ngăn đá tủ lạnh. Rồi 5 tiếng sau mình sẽ lấy ra rồi mình review cho các bạn xem tiếp nha. Cho cái hỗn hợp, mình cho cái kem mix vào trong cái ngăn đá tủ lạnh đó nha các bạn. Thì mình để đây khoảng 5 tiếng á, thì mình sẽ lấy ra mình review cái kem nó như thế nào cho các bạn xem tiếp nha. Để 5 tiếng trong cái ngăn đá tủ lạnh thì bây giờ nó đã đông đặc lại rồi nè các bạn. Thì bây giờ mình sẽ lấy ra mình cho vào trái dừa nha các bạn. Kem mít trái dừa tuyệt vời luôn nha các bạn. Nó đông đặc rồi nè. Bây giờ mình sẽ cho vào trái dừa nha. Mình chuẩn bị đây một trái dừa ha, mứt dâu nha, đậu phộng nha. Đó, mời các bạn theo dõi video mình sẽ cho kem mít vào trái dừa nha. Mình có chuẩn bị một trái dừa nè các bạn, mình lấy cái nước ra rồi nha. Thì bây giờ mình sẽ lấy cái trái dừa này ra ha. Kem mít trái dừa ngon tuyệt vời luôn nha các bạn. Thì mình lấy mình muỗng á, nạo cái trái dừa lên đây lên. Nó sẽ như thế này nè, tuyệt vời lắm các bạn. Mình sẽ cho ha. Mình múc lên một miếng cho bạn coi ha, nó mịn mà nó ngon lắm nè các bạn. Mình sẽ cho vào trái dừa như thế này nha các bạn. Tuyệt vời luôn các bạn. Mình để 5 tiếng thì nó sẽ đông đặc lại nha. Rồi xong rồi á, thì bây giờ mình sẽ cho cái mứt dâu lên với bạn. Đầu tiên là bây giờ mình sẽ cho cái mứt dâu nè. Cái mứt dâu này mình làm nè các bạn. Tuyệt vời luôn ha. Đậu phộng nha các bạn. Đậu phộng rang. Như vậy là mình đã làm xong cái kem mít trái dừa rồi nha các bạn. Thì nếu các bạn thấy hay á, thì cứ làm cho gia đình mình ăn đi, rất là tuyệt vời luôn á. Bây giờ mời các bạn ăn kem mít trái dừa với mình ha. Đó, đây mình múc nha, mời các bạn nha. Rất là tuyệt vời luôn nha các bạn. Mời các bạn ăn kem mít trái dừa với mình nha. Cái uống nước cốt dừa với sữa tươi các bạn, tuyệt vời luôn các bạn. Mùa nắng này mà làm kem ăn thì nó giải nhiệt, mát tuyệt vời luôn nha các bạn. Rồi cũng cảm ơn tất cả các bạn đã xem video của mình tới đây nha. Các bạn thấy hay thì hãy cho mình một like, một subscribe, một comment bên dưới, động viên tinh thần mình làm video nha. Mình rất thích làm video luôn nha các bạn. Rồi mình xin chào và hẹn gặp lại các bạn các video tiếp theo hấp dẫn hơn nha.